Thái Lan và Việt Nam là hai quốc gia tuy không có chung đường biên giới, nhưng trong quá khứ từng đụng độ nhau không ít lần, có thắng, có bại. Nhưng những lần đụng độ với Việt Nam luôn để lại cho người Thái những trải nghiệm kinh hoàng, thường là sợ hãi. Trong đó nổi tiếng nhất ở thế kỷ 20 là chiến dịch cánh đồng chùm năm 1972. Người Thái đã phải đụng độ với một trong những vị tướng đánh trận giỏi nhất lịch sử Việt Nam, Lê Trọng Tấn. Và cũng từ đây, câu nói nổi tiếng đã ra đời: đánh trận này, ba đời sau Thái Lan còn sợ. Chào mừng đến với Battle Cry, người kể sử. Bách thắng tướng của Việt Nam. Đầu thập niên 70, tình hình chiến sự trên bán đảo Đông Dương ngày càng khốc liệt. Thất bại của cuộc hành quân Lam Sơn 719 đã giáng một đòn đau vào Liên quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Thực chất, Lam Sơn 719 là một bài thử nghiệm cho chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của người Mỹ. Họ muốn xem khi không có bộ binh Mỹ đi cùng thì Việt Nam Cộng hòa có thể chống đỡ lại lực lượng quân giải phóng hay không. Và kết quả đã khiến họ ngỡ ngàng. 3 năm nỗ lực với hàng trăm tỷ đô và vũ khí chỉ để đổi lại một thất bại. Cuối cùng thì chính không lực Hoa Kỳ và lực lượng biệt kích của họ phải ra tay thì quân lực Việt Nam Cộng hòa mới có thể về được tới miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, người ta bảo rằng ngã ở đâu hay gấp đôi ở đó, còn USD là còn gỡ, dừng lại là thất bại. Năm 1972, Hoa Kỳ tiếp tục ném quân vào đất Lào thêm một lần nữa. Lần này, thay vì dùng quân đội Việt Nam Cộng hòa, họ đã thay bài khác, đó là quân đội Hoàng gia Thái Lan và quân đội Hoàng gia Lào do họ hậu thuẫn. Người Mỹ hy vọng rằng với những đội quân bản địa thuộc địa hình như trong lòng bàn tay, họ sẽ chiến đấu hiệu quả hơn với những người từ xa đến. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm tiếp theo của họ. Quân đội Hoàng gia Lào và Thái Lan có tinh thần kỷ luật và huấn luyện rất kém. Họ không có khái niệm tổ chức tác chiến hợp đồng binh chủng lớn, cho nên việc thất bại là điều có thể nhìn thấy ngay cả khi cuộc chiến chưa diễn ra. Lúc đó, vào đúng tháng 7 năm 1971, lợi dụng mùa mưa, Mỹ và quân đội Hoàng gia Lào đã mở cuộc hành quân lấn chiếm cánh đồng chùm. Mưu đồ vẫn là muốn chiếm đóng lâu dài địa bàn chiến lược này. Họ dự định sẽ đánh chiếm lại sân bay, từ đó bung ra chiếm lại cánh đồng chùm, rồi tiến theo đường 7, đánh ra biên giới Việt-Lào. Khác với lần trước, lần này người Mỹ đã tăng cường thêm lực lượng quân đội đánh thuê của Thái Lan, bổ sung thêm nhiều đơn vị GM của ngụy quân Lào và đội quân đặc biệt của Vàng Pao. Tổng lực lượng bao gồm 30 tiểu đoàn bộ binh, trong đó có 18 tiểu đoàn Vàng Pao, 4 tiểu đoàn quân đội Hoàng gia Lào, 8 tiểu đoàn Thái Lan, 3 tiểu đoàn pháo binh, 1 đại đội máy bay T-28, 1 trung đội xe bọc thép dưới sự chi viện tối đa của không quân Mỹ, kể cả B-52 và F-111. Về phía quân giải phóng, do nhận định đây là một trận đánh lớn và quan trọng nên đặc biệt chuẩn bị tiếp đón nồng nhiệt liên quân Mỹ-Thái-Lào, Thiếu tướng Tổng tham mưu phó Lê Trọng Tấn sang làm phái viên trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Ông nổi tiếng là người nghiêm khắc, nóng tính và quyết đoán. Quá đen đủ cho liên quân Thái Lào khi phải đụng độ với ông. Thậm chí, chính báo chí của Thái Lan sau trận đánh đó còn không ngớt lời ca ngợi tài năng của tướng Tấn. Phía quân giải phóng và bộ đội Pathet Lào gọi đây là chiến dịch Z. Địa bàn cánh đồng chùm siêu khoảng có các đơn vị quân tình nguyện, sư đoàn 316, trung đoàn 866 và tiểu đoàn 42, tiểu đoàn 25 và tiểu đoàn 26. Khi vào chiến dịch thì được tăng cường thêm đơn vị sư đoàn 312, lữ đoàn 335, một tiểu đoàn pháo mặt đất, một tiểu đoàn pháo cao xạ, một tiểu đoàn tăng thiết giáp, hai tiểu đoàn đặc công và một số đơn vị kỹ thuật. Lực lượng vũ trang cách mạng Lào có 9 tiểu đoàn bộ binh, một đại đội pháo binh và 3 đại đội vũ trang địa phương. Chiến dịch được ấn định vào giáp Tết năm Nhâm Tý 1972. Sau khi nghe báo cáo tình hình hai bên, tướng Lê Trọng Tấn đã phán một câu xanh rờn: đánh trận này, ba đời sau Thái Lan còn phải sợ. Tất nhiên, tướng Tấn không hề khoác lác mà trong đầu ông đã hình thành kế hoạch tác chiến hoàn hảo và tính toán tới từng chi tiết. Tướng Tấn đã nhận biết chính xác từng đường đi nước bước của liên quân Thái Lào. Chỉ cần qua cách nhìn bản đồ, ông đã bày binh bố trận như thần, dường như đã nhìn trước được diễn biến của trận đánh. Ông đã phán đoán và dự kiến chính xác hướng đối phương tấn công từ Long Trẹn đi cánh đồng chùm. Từ đó đã tạo nên thế trận phòng ngự như sau: chọn khu trung tâm cánh đồng chùm là khu vực phòng ngự chủ yếu, khu nọng pẹt là khu vực phòng ngự thứ yếu, khu hiên tặng hay còn gọi là khu trung gian
là khu phòng ngự cơ bản phía trước. Lựa chọn khu vực Mường Sủi và thị xã Siêng Khoảng là khu vực tác chiến phối hợp tấn công đối phương từ xa. Từ cách xác định khoa học, Tường Tấn đã đưa ra phương pháp sử dụng lực lượng hợp lý, phù hợp với khả năng, sở trường của từng đơn vị. Kế hoạch được vạch rõ tới từng chi tiết trong đầu của Tướng Tấn và cuộc chiến làm nên tên tuổi của ông bắt đầu từ đây. Đánh trận này, ba đời sau Thái Lan còn sợ. Đợt 1 của chiến dịch bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 năm 1972. Tiếng B-52 gầm rú trên bầu trời cánh đồng chùm. Hàng đàn B-52 và F-111 như bảy chim sắt trút bom như mưa xuống các trục giao thông tại đây. Để chắc chắn là không một sự sống nào còn tồn tại, các cuộc không kích đã diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm trong vòng 4 ngày liên tiếp trước khi các cánh quân tiến vào. Ngày 25 tháng 5, các cánh quân bắt đầu tiến vào từ nhiều hướng. Mũi tấn công đầu tiên với chủ lực là 5 tiểu đoàn của quân đội Hoàng gia Thái Lan tiến vào từ phía Tây. Với 4 ngày không kích liên tục, họ tin rằng quân giải phóng không tan xương nát thịt thì cũng hoảng loạn vì hỏa lực quá khủng khiếp. Thế nhưng, những diễn biến sau đó đã khiến người ta phải đặt ra câu hỏi, thứ quái quỷ gì đã giúp quân giải phóng vậy? Đúng giờ gờ, được Tướng Tấn ấn định, các trận địa pháo lớn đồng loạt gầm vang. Hỏa tiễn H-72, Cối-82, 120mm, Phá-130mm, sau đó là DKZ, B-40, B-41 diệt hỏa điểm còn lại, rồi mìn định hướng DH-10 mở cửa. Xe tăng gầm rú, dẫn bộ binh tràn lên như sóng thần, muốn nuốt chửng quân đội Thái Lan. Trung đoàn 174 quân đội Việt Nam tích cực ngăn chặn, phản kích, đánh lui nhiều đợt tấn công của quân đội Lào và quân Thái Lan. Quân đội Thái Lan và Lào, với đa phần là bộ binh, đã hoảng loạn khi thấy bầy cua thép của quân giải phóng. Họ bắt đầu tán loạn mà chạy. Trung đoàn 165 do Trung tá Nguyễn Chuông chỉ huy dứt điểm Phu Thanh Ninh, tức Phu Tầng, do một tiểu đoàn của quân Thái Lan đóng giữ. Trung đoàn 141 đánh trung tâm chỉ huy của quân Thái ở Phu Tôn. Trên trời, máy bay OV-10 của Mỹ thả đèn và bắn trọng liên như mưa xung quanh điểm cao nhằm giải cứu cho các đơn vị đang tan tác ở dưới. Hỏa lực quân Thái và Lào được Hoa Kỳ yểm trợ, bắn vô cùng rát nhưng vẫn không cản được sức tấn công quá mãnh liệt từ liên quân Việt-Lào. Chỉ sau 5 ngày giao chiến, quân Thái và quân Hoàng gia Lào đi đánh cho tơi tả, chạy dài. Người ta không còn biết phe nào là phe phòng ngự, phe nào là phe tấn công nữa. Sang đợt 2, từ 11 tháng 8 đến mùng 10 tháng 9, đối phương chuyển hướng tấn công vào cánh đồng chùm, đánh đường bộ theo ba hướng, đông nam, tây và đông bắc, kết hợp đổ bộ đường không xuống Phu Keng hướng tây bắc. Trung đoàn 335 của Việt Nam từ hướng đông nam đánh thẳng vào Khang Mường, điểm cao 1202. Hai tiểu đoàn của Lào tăng cường thêm 4 xe tăng, tấn công từ hướng đông bắc xuống bắc Phu Keng. Một đại đội của trung đoàn 866 phối hợp với hai đại đội của Lào bao vây đón lõng ở bờ tây sông Nậm Ngừm. Bị bất ngờ, đối phương tháo chạy về hướng cầu cắt qua sông Nậm Ngừm, lại bị lực lượng phục kích tiêu diệt một số và 200 lính bị nước lũ cuốn trôi. Ngày 3 tháng 9, trận phản đột kích đã kết thúc. Liên quân Việt-Lào hạ hơn 670 lính, bắt 43 lính khác và thu rất nhiều vũ khí. Tình hình đảo ngược hoàn toàn, quân đội Hoàng gia Thái Lan, Hoàng gia Lào và quân Vàng Pao từ phe tấn công giờ đây đang phải chạy dài trước lực lượng phòng ngự. Đây chính là đỉnh cao của lấy tấn công làm phòng ngự của Tướng Tấn. Thấy đánh trực diện không hiệu quả, Mỹ lại dùng chiến thuật trực thăng vận bốc quân chuyển đánh hướng tây cánh đồng chùm, đồng thời tung biệt kích xuống Talinoi quấy rối hậu phương nhưng không đạt được kết quả. Tình hình trở nên bất lợi cho liên quân Mỹ-Thái-Lào do những cuộc đàm phán tại Paris. Người Mỹ giờ đây không còn hy vọng vào một chiến thắng nữa nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, quyết tâm chiếm được một phần tại phía nam cánh đồng chùm để tuyên truyền cho một chiến thắng ảo tưởng. Đến đợt 3, từ 11 tháng 9 đến 30 tháng 9, người Mỹ tăng cường lực lượng chuyển đánh hướng tây cánh đồng chùm nhằm chuẩn bị lực lượng cố gắng giành lấy những vùng đất để tuyên truyền rằng họ đã thắng, đồng thời tung biệt kích xuống Talinoi để quấy rối hậu phương, gây ra khó khăn trong công tác hậu cần nhằm làm chậm bước chân của quân giải phóng nhưng không đạt được kết quả nào khả quan. Sang đợt 4, mùng 1 tháng 10 đến 15 tháng 11, đối phương tập trung tới 60 tiểu đoàn tấn công phía nam cánh đồng chùm để gây áp lực cho đàm phán chính trị. Liên quân Việt-Lào đã phán đoán đúng ý đồ của liên quân Mỹ-Thái-Lào nên không hề bất ngờ mà còn chủ động đánh chặn các đợt tấn công này. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 335 của Việt Nam đánh ở Bản Xưa, điểm cao 1172 và ngăn đối phương tấn công ở Phu Siêng Luông, Phu Huật. Đến 14 tháng 10,
Liên quân Việt Lào phản đột kích ở khu trung gian phía nam cánh đồng Chùm. Rạng sáng ngày 26 tháng 10, các hướng tấn công đồng loạt nổ súng tấn công, khiến đối phương phải chạy về co cụm ở khu vực Kha Kho, Nậm Cọ, cánh đồng Chùm. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 11, một tiểu đoàn quân Thái Lan bị xóa sổ. Liên quân tiếp tục truy quét đối phương khỏi nam cánh đồng Chùm, buộc quân đội Thái Lan phải co về giữ lòng trẹng. Vậy là không những không chiếm được nam cánh đồng Chùm để đàm phán, mà Hoa Kỳ còn mất thêm nhiều vị trí quan trọng và bị đánh bật ra hoàn toàn ra khỏi đây. Thế nhưng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đây. Các đợt truy kích đối phương về sau mới nói rõ lên cái tài cầm quân của tướng Tấn. Khi ở hang chỉ huy Phu Nhu, không khí cực kỳ căng thẳng. Bộ tư lệnh, cán bộ của các cục, các trưởng phòng của mặt trận 959 và phái viên của bộ đều có mặt, chăm chú nhìn vào tướng Tấn. Ông Lê Trọng Tấn lúc này mắt đỏ phừng phừng, đi quanh bàn, khi thì chăm chú nhìn vào tấm bản đồ treo trên vách đá, lúc thì quay qua chăm chú ngó xa bàn, rồi nhìn ai đó trong số những người ở đây. Tất cả đều đang rất khó hiểu. Khi chiến trường đang báo tin đại thắng trở về, mà chỉ huy thì mặt lại đang căng thẳng như mất trận địa. Bất chợt, ông dừng lại, chộp tổ hợp máy điện thoại, gọi số đơn vị trung đoàn 141, rồi nói như quát: "Tài đâu? Lệnh cho bộ đội xung phong ngay, địch chạy hết rồi." Hình như ông Tài nói gì đó làm vị tướng phật ý. Ông Tấn quát tiếp: "Mày không lên, tao cách cổ bây giờ." Ngay sau đó, bộ đội xông lên truy kích. Đúng là chỉ còn mấy đơn vị của Thái Lan bắn súng máy để nghi bình. Tất cả đều tá hỏa, nhanh chóng vạch ra kế hoạch truy kích đối phương. Nhưng bây giờ thì biết đối phương chạy đường nào về hang ổ Long Trẹ mà tìm. Nghe dưới báo cáo, đường phía bắc vào khu vực cửa rừng có nhiều đèn pháo sáng, còn đường đi phía nam chỉ có lưa thưa. Tư lệnh Vũ Lập, các phó tư lệnh Nam Hà, Hà Thế Hùng, tham mưu trưởng Dũng Mã, trưởng phòng tác chiến Huỳnh Lê đều phân vân. Đa số phán đoán rằng địch chạy hướng bắc, có người đề nghị chia đôi pháo bắn đạn chụp cho chắc ăn. Ông Lê Trọng Tấn lử mắt nhìn mọi người, bỗng nhiên ra lệnh: "Tập trung hỏa lực dọc theo con đường phía nam, nơi ít đèn dù hơn." Không ai dám nói ra, nhưng nửa tin nửa ngờ, vì nếu phán đoán sai, phần lớn quân đối phương ở Phu Tôn và cánh đồng Chùm sẽ chạy thoát, và như vậy thì không thực hiện được mục tiêu đánh tiêu diệt của chiến dịch. Nhưng lệnh là lệnh, không ai dám làm trái, cứ bán trước rồi tính sau. Và một lần nữa, tất cả đều đã phải há hốc mồm khi thị sát chiến trường. Ngày hôm sau, ông Lê Trọng Tấn cho người đi kiểm tra. Đúng như thiếu tướng dự đoán, dọc con đường phía nam, quân Thái chết như dạ, người toàn đổ về phía tây, chứng tỏ đây chính là con đường mà họ đang chạy về Long Trẹng, nhưng đang chạy thì dính hỏa lực của pháo binh. Với tổng cộng 244 trận đánh ác liệt, Liên quân Việt Lào đã loại vào chiến đấu 5.600 địch, bị bắt và quy hàng 1.137 lính, đồng thời bắn rơi và phá hủy 130 máy bay, thu 136 khẩu súng pháo vào cối. Riêng quân và dân Lào diệt gần 400 lính, bắt 139 người, gọi hàng 230 người khác, đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn, phá 32 ấp, giải phóng 3 huyện, thu nhiều quân trang, quân dụng, vũ khí của đối phương. Trước thất bại không gượng nổi trên toàn bộ chiến trường, Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon đã buộc phải công khai đề nghị ngừng bắn trên toàn bộ lãnh thổ Lào, có quốc tế giám sát, và đồng ý lấy đề nghị 5 điểm của Pathet Lào làm cơ sở thương lượng về giải pháp hòa bình ở Lào. Về phía Thái Lan thì đúng như lời tướng Tấn nói, đánh trận này ba đời sau Thái Lan còn phải sợ.